chúng ta lại gặp nhau trong phần tiếp theo để tìm hiểu về tính năng thay mây ở trong Photoshop để các bạn có thể ghép ảnh đẹp hơn và nhanh chóng hơn so với cách làm thủ công trước đây. Để bắt đầu, chúng ta nhấp vào layer background và kéo xuống phần dấu cộng đây ha. Để chúng ta nhân đôi layer lên. Sau đó, các bạn di chuyển đến phần Edit, chọn đến phần Sky Replacement đây. Ở trong đây, chúng ta nhìn vào mục Sky và nhấp vào mũi tên thu nhỏ đây ha. Các bạn sẽ thấy được tất cả những mẫu mây đang có ở trong Photoshop. Rất nhiều mẫu đẹp đúng không? Bạn thích mẫu nào, chỉ việc nhấp vào mẫu đó, Photoshop sẽ tự động phân tích bức ảnh và thay mẫu mây mới vào. Và gần như là các bạn không cần phải tùy chỉnh thêm nữa. Như các bạn thấy, bức ảnh trước và sau khi chỉnh sửa có mây khác hoàn toàn đúng không? Ok, tương tự như vậy, chúng ta có thể chọn những mẫu khác ở trong đây. Ok, như các bạn thấy, mình chọn mẫu này đi ha. Photoshop thay ngay lập tức và rất là đẹp đúng không các bạn? Tương tự như vậy, chúng ta có thể chọn những mẫu mây khác. Ví dụ như là cái mây có set đi ha. Ok, như các bạn thấy, Photoshop phân tích rất là chính xác, rất là đẹp đúng không các bạn? Ok. Sau khi chọn được mẫu mây rồi thì các bạn hãy nhìn xuống phía dưới. Ở trong đây chúng ta có một số điều chỉnh để cho cái mây nó phù hợp với cảnh chụp của chúng ta hơn. Ví dụ như các bạn muốn nhiệt độ màu tăng hơn một chút xíu thì các bạn có thể kéo lên như vậy. Đám mây của chúng ta nó sẽ vàng hơn một chút. Các bạn muốn lạnh hơn thì kéo về bên tay trái. Ok, rất là dễ đúng không các bạn? Các bạn muốn mây sáng hơn thì kéo qua bên phải, tối hơn thì kéo lại như vậy. Nếu như các bạn muốn đảo vùng chọn thì các bạn có thể nhấp vào phần Flip thì nó sẽ lật ngược bức ảnh chứa mây và các bạn có thể thấy cái tia sét nó được di chuyển sang bên tay phải đúng không? Với một vài thao tác rất đơn giản, các bạn đã biết cách thay mây ở trong phiên bản Photoshop 2021-2022 rồi. Nếu như các bạn chưa có phiên bản Photoshop này thì các bạn có thể tham khảo link bài viết mình đính kèm ở trên góc phải của video để các bạn tải về phiên bản mới nhất. Sau khi làm xong thì chúng ta chỉ việc nhấp vào đây ha. Như vậy là xong rồi. Ngoài những loại mây có sẵn, các bạn có thể truy cập vào trang chủ của Adobe và các bạn vào phần tải mây thì các bạn sẽ thấy được rất nhiều mẫu mây mới và sau đó nhấp vào đây để tải về. Chúng ta vào Edit và phần Sky Replacement. Ở trong khung Sky, chúng ta nhấp vào mũi tên thu nhỏ như vậy. Sau đó, các bạn nhấp vào cái bánh răng cài đặt đây ha. Chúng ta chọn Get More Sky. Ok, chúng ta chỉ việc nhấp vào phần Reset vừa tải về. Sau đó các bạn kéo xuống cuối cùng như vậy để thấy những cái mây mới mà các bạn vừa thêm vào trong Photoshop. Ok, như các bạn thấy, rất nhiều mẫu mây mới. Ok, các bạn thấy, rất là dễ đúng không? Trường hợp các bạn đã chụp được những bức ảnh có mây thật đẹp thì các bạn có thể chọn đến phần Get More Sky này và các bạn sử dụng lựa chọn đầu tiên thì các bạn import những bức ảnh đó vào trong Photoshop thì các bạn sẽ sử dụng được những đám mây đó. Trường hợp các bạn chưa biết tải đâu thì các bạn di chuyển đến lựa chọn thứ ba. Khi các bạn nhấp vào đây thì nó sẽ dẫn đến trang chủ của Adobe và các bạn sẽ tải được những preset mây mà các bạn đã thấy ở trong phần đầu của video. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu chi tiết cách thay và tải thêm mây vào trong Photoshop. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu các bạn thích thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chứ nha. Bây giờ chúng ta phải tạm biệt rồi. Bye bye.